Thưa quý vị, theo thống kê, hiện chỉ mới có khoảng 25% công nghệ mà doanh nghiệp Việt Nam sử dụng là công nghệ trong nước, còn lại hầu hết đều là nhập khẩu. Trong khi đó, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp đang ngày càng tăng và nguồn cung sản phẩm khoa học từ các viện trường trong nước cũng rất lớn. Tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi. Khoa học và công nghệ là lĩnh vực lần đầu được chất vấn tại Quốc hội khóa 15, cho thấy sự quan tâm của Quốc hội với lĩnh vực này. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên chưa quan tâm đầu tư cho ứng dụng, đổi mới nghiên cứu và phát triển công nghệ. Năng lực hấp thụ và đổi mới công nghệ còn rất yếu kém. Đây là rào cản lớn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Kết quả từ nghiên cứu khoa học đưa vào sản xuất kinh doanh luôn tồn tại rủi ro. Các sản phẩm không cạnh tranh được với những sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Việc sử dụng kinh phí cho hoạt động nghiên cứu sáng tạo dễ bị vi phạm các quy định của pháp luật về tài chính và đầu tư. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ trưởng có quan điểm và giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề tương quan của các chính sách pháp luật có liên quan để khuyến khích phát triển được nhiều phát minh sáng chế từ các công trình khoa học nghiên cứu ở trong nước. Trước tiên là về cơ chế chính sách, thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh các cái cơ chế chính sách, và trực tiếp là Bộ Khoa học Công nghệ cũng sẽ điều chỉnh những cái quy định cho nó phù hợp với thực tiễn. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ thúc đẩy cái chương trình về tìm kiếm, chuyển giao, rồi làm chủ, rồi phát triển cái công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đấy, thì đó là một cái giải pháp căn cơ nhất. Doanh nghiệp có nhu cầu, trong khi nhà khoa học thì loay hoay tìm đầu ra. Thực tế này được cho là đến từ những hạn chế của thị trường khoa học và công nghệ, thiếu định chế trung gian, những cơ chế định giá tài sản trí tuệ, sự chồng chéo trong các quy định pháp luật. Điều này khiến doanh thu mang lại được từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ hiện còn rất thấp. Phải có một cái đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu một cách khoa học, một cách thực tế, để hai bên gặp nhau, bên nhà khoa học, bên doanh nghiệp gặp nhau và định giá được kết quả nghiên cứu, và có cơ quan làm giúp cho các nhà khoa học, các doanh nghiệp việc đó, thì hai người sẽ được trao đổi, thỏa thuận, ký kết hợp đồng với nhau và đưa kết quả nghiên cứu ấy vào trong thực tiễn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định về chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ hình thành và phát triển hai tổ chức trung gian trên địa bàn và kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia. Đến năm 2030, thành phố sẽ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, thúc đẩy giao dịch tài sản trí tuệ, giao dịch công nghệ, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố.